Cách gấp hộp đựng rác mini đơn giản, siêu nhiều công dụng nhưng không phải ai cũng biết. Bước 1, các bạn lần lượt gấp đôi tờ giấy A4 2 lần liên tiếp như video hướng dẫn. Bước 2, lật tờ giấy và gấp 2 phần thành tam giác cân như hình. Bước 3, tiếp tục lật hai mặt giấy, sau đó gấp hai bên cạnh tạo thành hình như video hướng dẫn. Bước 4, ở bước này ta gấp ngược phần miệng giấy xuống để tạo thành phần viền hộp. Cuối cùng gấp phần đáy lên trên và mở ra là đã hoàn thành một chiếc hộp đựng rác mini rồi. Nếu có thời gian rảnh, các bạn có thể hướng dẫn và ngồi gấp cùng các con, sau đó tích lại đem dùng dần nhé. Chiếc thùng rác mini này nhìn vậy thôi nhưng đựng được rất nhiều thứ đấy nha.